Gam màu cuối cùng màu xanh đen. Tông màu này mặc rất là sang các chị, cực kỳ gọn dáng mà sáng da nữa các chị ơi. Các chị nhìn cái form giùm em nha, đẹp cực kỳ luôn. Thiết kế là cổ tim nhưng mà phần cổ thì không khoét quá sâu. Phần tay áo thì bên em sẽ thiết kế tay ngắn như thế này và hở cái phần cầu vai ha, để mình thấy được cái phần hoa văn của vải ren các chị ơi. Phía trên này là vải ren có họa tiết, còn phía dưới là vải ren trơn. Ở phần chân váy á, thì điểm nhấn ở đây là bên em sẽ may những cái đường sọc nổi như thế này để tăng thêm cái điểm nhấn và nhìn cái chân váy của mình á sẽ nổi bật hơn. Kèm theo đó là cái phần chân ren phía dưới là bên em sẽ làm chân ren dài ha, lộ phần chân ren phía dưới như thế này đó. Và lớp lót của mình sẽ lót ngắn hơn một tí nha các chị. Độ dài của váy thì tầm 1m15 cho tới là 1m20, nên chị nào mà chiều cao trên 1m6 các chị vẫn có thể mặc được. Nhưng mà theo em á, thì 1m65 quay đầu lại thì các chị mặc cái form đầm này sẽ rất là đẹp nha, và nó không có bị quá ngắn hay là nó quá dài các chị ơi. Bây giờ em sẽ chuyển qua màu cuối cùng cho các chị mình coi nha.